Dù không phải là một người hoạt động trong làng giải trí nhưng ông Thoại Liên, em gái ông Cao Thắng vẫn luôn nhận được sự quan tâm rất lớn từ công chúng. Lý do có lẽ không phải chỉ vì có anh trai, chị dâu là sao nổi tiếng mà còn bởi nhan sắc xinh đẹp như hoa cũng như cuộc sống sang chảnh của cô nàng. Ngoài ra, ông Thoại Liên cũng gây rất nhiều tò mò khi cực kỳ kín kẽ trong chuyện tình cảm. Dù đã 30 tuổi nhưng từ khi được dân tình chú ý, chưa một lần cô nàng công khai yêu hay có tin đồn tình cảm với ai. Ngay cả trong đám cưới ông Cao Thắng và Đông Nhi vừa diễn ra cách đây ít ngày, Thoại Liên vẫn cứ lẻ bóng. Tuy nhiên, cũng trong siêu đám cưới, một bức ảnh chụp chung với Trịnh Thăng Bình do chính cô đăng tải đã khiến dân tình xôn xao. Không biết mối quan hệ ra sao nhưng cả hai lại nhận được vô số ý kiến là có tướng phu thê và sẽ rất hợp nếu thành một cặp. Màn ghép đôi của dân mạng vẫn đang diễn ra cực kỳ sôi nổi thì ông Thoại Liên lại đổ thêm dầu vào lửa khi chia sẻ về người mà mình sẽ lấy làm chồng. Theo đó, cô nàng đăng một đoạn quote ngắn. Imaria mangono ho itakemiti, cốt phi, anhan cô hồn. Ano quen to take quyết tạm dịch, tôi sẽ cưới một người đàn ông biết tôi uống trà, cà phê và rượu như thế nào. Và biết khi nào thì tôi uống thứ gì. Giữa lúc được ghép đôi với Trịnh Thăng Bình, ông Thoại Liên lại bất ngờ chia sẻ chuyện chồng con. Không biết có ý gì không nhỉ? Nghe qua thì yêu cầu của Thoại Liên về người bạn đời có vẻ đơn giản thật đấy nhưng ngẫm kỹ một chút lại bỗng thấy một bầu trời ý nghĩa. Biết vợ mình thích đồ uống gì, uống như thế nào giữa hàng nghìn loại đồ uống, đó chính là quan tâm đến từng chi tiết. Biết khi nào vợ mình cần, đó chính là chiều chuộng, là thấu hiểu. Một người đàn ông như thế thì xứng đáng lấy làm chồng quá còn gì. Hiện tại dân tình vẫn đang chưa biết chia sẻ của ông Thoại Liên đang gửi gắm đến ai hay cô nàng đang gặp sức ép nào về chuyện thành gia lập thất. Nhưng độc thân ở 30 tuổi mà vẫn hết mực xinh đẹp như thế này thì ai mà chẳng muốn. Xin nhắc lại đây là một cô nàng 30